Mà Lâm Hết Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, quý vị đang xem trên kênh YouTube của Mà Lâm Hết Bình Dương ha. Và trong cái video buổi trưa và chiều ngày hôm nay thì Mà Lâm Hết sẽ cập nhật cho tất cả bà con, cô bác rất là nhiều những tin mới luôn nha. Đầu tiên là của nhà báo Sông Minh. Và trong phần cuối video thì Mà Lâm Hết sẽ cập nhật một cái tin cũng rất là mới từ anh Nguyên Vũ nha. Và cách đây là 38 phút trước thì nhà báo Sông Minh đang cảm thấy đầy hy vọng cùng với là Võ Thị Hồng Loan. Và tattoo của nhà báo như thế này: không thử sao biết. Ngày đầu tiên Hồng Loan lên livestream bán hàng, cô ấy bỡ ngỡ, luống cuống, khiến mọi người vừa cười vừa thương. Nhưng sau đó, nhờ có sự hỗ trợ của thánh livestream Hồng Ni, chị Ba Bình Tinh, mà đến nay Hồng Loan livestream bán hàng đã khá thuần thục, nhiều lúc còn biết hài hước, làm vui lòng khách hàng nữa. Bởi ta nói cái gì cũng vậy, không thử sao biết. Hồng Loan là con gái của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh. Hồi nhỏ cũng đã từng quay video cải lương rồi chứ bộ. Dòng máu nghệ thuật của con nhà Tông vẫn chảy trong người Hồng Loan. Chỉ là do không có cơ hội, không có điều kiện để tỏa sáng. Khi thử ca hát qua một số MV ca nhạc với sự rèn luyện của anh hai Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ, Linh Tý, Bích Trâm, Huy Sang, Hồng Loan được đánh giá là giọng hát nghe cũng ok. Vậy thì Loan đâu có làm mất mặt ba mình, đúng không mọi người? Khi thử đóng phim Sáng Đèn, tuy chỉ là vai nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để Hồng Loan được tiếp cận với nhiều máy quay cùng lúc. Tiếp cận phim trường và cách nuôi cảm xúc nhân vật. Với sự giúp sức của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và ekip diễn viên nhà nghề, nghe nói vai diễn của con gái ông Hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh cũng duyên dáng lắm. Mới nhất là Hồng Loan thử đóng kịch Du Trend của tác giả và đạo diễn Quốc Thảo sẽ diễn trong dịp Tết 2024. Tôi tin qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn kỳ cựu Quốc Thảo cùng sự hỗ trợ hết mình của người nhà Linh Tý, Bích Trâm, Hồng Loan sẽ lượt vượt lên chính mình để có một cái vai diễn đáng nhớ. Cũng như một kỷ niệm thật đẹp trong quãng đời của mình. Có người bảo cái gì Hồng Loan cũng muốn thử, tuổi trẻ mà, cứ thử khi cuộc đời cho phép, miễn đó là công việc chân chính, lương thiện, không vi phạm pháp luật. Phải thử mới biết khả năng mình ở đâu, phù hợp lĩnh vực nào. Dĩ nhiên á, nếu phù hợp thì tiếp tục cuộc chơi, không thì dừng lại, miễn là đừng hại đến ai. Tôi ủng hộ hai tay việc Hồng Loan thử sức với nhiều lĩnh vực, và tôi cũng ủng hộ hai tay nếu Hồng Loan dừng lại ở lĩnh vực nào đó mà mình cảm thấy bản thân không đủ sức, không phù hợp. Đại gia đình cứ cho Hồng Loan cơ hội thử và góp ý em ấy một cách chân thành nha. Sự khởi đầu nào cũng gian nan, nhưng phải thử mới biết. Ngay cả viên ngọc nếu không mài dũa thì cũng chỉ là đá sỏi mà thôi. Và bên dưới thì nhà báo Sông Minh có để lại 4 tấm hình rất là tuyệt vời. Đầu tiên đó chính là tấm hình của, đây là một cái banner Sáng Đèn, Xuân Hạ Thu Đông, một bộ phim của Hoàng Tuấn Cường, khởi chiếu ngày mùng 1 Tết ha. Và đây là một trong những tấm ảnh khác. Đó, và đây là vở Du Trend. Còn đây là một tấm trong những tấm ảnh chụp chung của nhà báo Sông Minh, của chị Hồng Loan cùng với là chị Ni nè, vợ chồng anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Đó. Rồi, để hiểu hơn về cái thông điệp truyền tải của nhà báo Sông Minh đến với tất cả bà con cô bác, quý cô chú quý chị, thì tiếp tục 15m cũng sẽ đọc một số comment của khán giả. Trúng ý tôi quá đi ông Sông Minh ơi, quá hay quá chuẩn, khuyến khích em ấy thử một tuần cải lương nữa nha Sông Minh. Hi hi. Mình là fan cứng của chị Hồng Loan lâu rồi, ủng hộ chị Hồng Loan mọi lĩnh vực. Cảm ơn bạn. Mình ủng hộ Hồng Loan và ủng hộ Sông Minh lên bài để mình còn đọc nhé.
Tôi ủng hộ Hồng Loan và tôi cũng tin rằng em ấy sẽ thành công. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh, nhiều nghị lực. Song Minh, nhà báo rất có tâm. Hồng Loan phải nói quá cần cù, chịu khổ, chịu cực, giỏi lắm đó. Người thật thà, vỡ đầu, nói đẩy. Chứ ve thì giỏi nịnh, dựa dẫm chứ không có tự lập được. Phải thử mới biết nè, cũng muốn thử gặp được tất cả thành viên team yêu thương Hồng Loan mà đến, mà khó quá. Ủng hộ bé mớm trong mọi lĩnh vực. Đúng rồi, cái gì cũng phải học hỏi, rồi thử qua mới biết. Bé mớm không qua trường, không qua trường, không qua lớp, không luyện thanh gì hết mà hát như vậy là hay lắm rồi. Theo bản thân tôi á, là mớm hát hay tự nhiên, còn mọi người sao thì tôi không có biết. Luôn ủng hộ em ấy thử sức mọi lĩnh vực, có thử mới biết được sở trường, sở đoản của mình đến đâu. Các cụ xưa đúc kết, con nhà Long không giống Long cũng giống cánh, đâu có sai tẹo nào. Sinh ra và lớn lên trong lòng, trong noi của ông Hoàng Hồ Quảng. Rèn cái nghệ thuật nó ngấm sâu vào trong huyết quản ấy chứ. Chẳng qua như má Tư nói, những lý do cậu Năm không muốn cho Hồng Loan theo nghệ thuật vì ABC. Cậu Năm rất đúng ở thời điểm đó, giải trí ở nước ta, ngày ấy và khác bây giờ. Nếu hồi đó Hồng Loan theo sẽ rất khó và cậu không muốn Hồng Loan vất vả. Bây giờ Hồng Loan tham gia nghệ thuật không sớm, không muộn, tất cả là nhân duyên trời định. Em làm những gì em có thể làm và vui vẻ, lại có tiền nữa. Vui nào, vui hơn. Triệu Lai anh ơi, càng ngày Hồng Loan càng hát hay. Đúng rồi đó Song Minh. Chúc cho Hồng Loan thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Mặc dù chỉ biết qua mạng, nhưng luôn ủng hộ và theo dõi Hồng Loan. Chắc dùng con Hồng Loan á, có nhiều nét giống chú Vũ Linh. Khi ghép một bài, hai cha con cùng hát, sẽ thấy rõ điều đó. Có thể còn nhiều thiếu sót, nhưng mình thấy Hồng Loan hát đã đi sâu vào trái tim của người nghe. Một nét gì rất rất duyên, rất riêng. Chắc chắn tương lai sẽ gọt giũa, sẽ hoàn hảo. Ủng hộ Hồng Loan. Chính xác luôn bạn ơi, cùng suy nghĩ ạ. Hay quá anh Minh ơi, tuyệt vời, 10 điểm. Ủng hộ hai tay hai chân luôn anh Minh ơi. Mỗi khi mớm cười cái giai điệu, cái điệu cười vô tư mà rất hài hước giống cha. Đôi mắt cũng rất buồn, miệng cười và mắt cũng biết cười. Nghĩ lại có khi nào diễn mà chú Vũ Linh dựa không ta? Nói gì thì cũng là con nhà nòi, có dòng máu nghệ sĩ trong đó. Mới đầu tập live stream bán có bé mèo, em Ni, rồi sang nè, xuyên nè, nhiều người phụ và giờ Hồng Loan cũng đã ok lắm rồi. Tôi cũng ủng hộ Hồng Loan hết mình. Mẹ mà thử qua cải lương là cháy vé, cháy rạp luôn. Hồng Loan chính là viên ngọc quý, nhưng vì sóng dập, gió dồn nên bị bụi mờ phủ văng. Nhưng nếu được gọt giũa thì chắc chắn sẽ tỏa sáng. Riêng mình thì mình muốn Hồng Loan có vài sản phẩm kỷ niệm để kỷ niệm thôi. Còn cái chính vẫn là buôn bán và lo cho gia đình. Nhiều lúc thấy khách đến mua hàng không được gặp mặt Hồng Loan, mình cũng thấy chạnh lòng. Và rất là nhiều những bình luận của khán giả nha. Tiếp theo thì 15X sẽ cập nhật một cái tin rất là mới từ anh Nguyên Vũ cho tất cả bà con cô bác. Chúng ta cùng lắng nghe và đón xem. Rồi cách đây là một giờ trước thì anh Nguyên Vũ có đăng một cái bài viết như thế này. Cuối tuần thư giãn vui vẻ nhé các tình yêu ơi. Rất cảm ơn mọi người đã xem và nghe Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ ạ. Động lực để ra tiếp tập 2 nè. Và bên dưới thì anh Nguyên Vũ có chia sẻ cái MV của anh. Và cách đây là 11 ngày trước thì MV của anh Nguyên Vũ đã đạt được là 467.000 lượt xem. Rất là hay ha. Và bên dưới thì anh có chia sẻ ở trên Zin MB3 thì cái MV Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ cũng đã đạt và nằm ở trong top 17, top hình hành ha. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì 15X xin phép đọc một số những bình luận của khán giả nha. Nửa triệu view. Lớp Diệu Anh Vũ. Em coi đi coi lại trên 5 lần.
mà vẫn chưa thấy chán. Hy vọng sắp tới anh sẽ ra thêm MV hay hơn nữa. Tập 2 cho em đóng với nha. Ui da, anh đóng xong rồi nè, chắc tập 3 nha, kha kha. Và bình luận của anh Hồ Việt Trung ha, ca sĩ rất là nổi tiếng luôn. Chúc mừng anh được nút bạc nha, ca sĩ Nguyên Vũ Mãi Đỉnh. Hóng tập tiếp theo của Idol nè. Top 1 thẳng tiến anh Vũ nè. Nhà báo Xuân Minh thì cũng động lực nè. Em chúc mừng anh ạ. Tuyệt vời, chúc mừng em Vũ cuối tuần vui vẻ, mãi yêu thương. Ủng hộ Nguyên Vũ. Chị chúc mừng em. Em cài MV của anh mà muốn thuộc cái bài hát của anh luôn đó. Chúc mừng anh trai. Đó, thì trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay thì 15M cũng đã cập nhật cho tất cả bà con cô bác hai cái tin rất là mới từ nhà báo Sông Minh cũng như là anh Nguyên Vũ nha. Một trong những thành viên của team Việt Thương mà đến rất là tuyệt vời luôn. Đến đây thì 15M Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ 15M Bình Dương nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.